Bạn đã cần mua link chơi game nhớ ghé qua shopmoviet.vn của mình nha. Nhân dịp Loyal Shop mình đang có siêu nhiều khuyến mãi khủng và săn skin khủng giá cực kỳ rẻ đó. Nhớ truy cập shopmoviet.vn để lấy mua link chơi game Ligobyte uy tín giá rẻ nhất Việt Nam. Hello cho bạn nha, đây mình sẽ chơi đồn cánh tay ác ma. Nhưng mà anh em yêu cầu anh mua bao vô rừng đốn củi đi. Với đồn cánh tay này đi đốn củi và có một cái đống củi đốt thì bây giờ cứ phải gọi là bao ấm trong mùa đông lạnh giá nha. Và tất nhiên, thế đồn tới đây, tiếc là không có trang phục cương thi anh em ơi. Nhưng mà không sao, cả đám om cái trang phục đó thì mình sẽ tỏa sáng với Aeron để cho anh em biết đây thực sự là vị tướng đáng chơi trong mùa 24. Với cái mắt ma từ trên trời rơi xuống uy lực cực kỳ và nói chung là chất tướng cũng siêu siêu nhây. Ngày xưa thì mình toàn chơi kiểu nhây thôi anh em ơi. Đó là nhây từ chiêu 1, chiêu 2 lẫn chiêu cuối. Khả năng hồi phục cực kỳ tốt bằng cái chiêu 2 khi mà các bạn bổ chúng ta lại cường hóa và bổ trúng nhiều mục tiêu nha. Nhiều khi lật cái kèo và tử địch bất ngờ cực kỳ bởi vì hồi máu ghê quá anh em ơi. Cố gắng ăn rồng đi thì bạn ăn si sa rồi. Đây lợi thế cho đội hình của Let's Game team mình nha. Chứ nước suối này, Serica này, rồi Kali này anh em ơi, đội hình toàn tướng lấy game thôi. Thành ra là những con tướng mạnh đầu game của team mình như là Aeron, Alistar thì phù trợ thôi. Không có tanker thì nói chung là cũng không có sao. Mình lo được nha, mình sẽ chăm sóc cái lên đầu nhiều nhiều hơn. Tất nhiên là khi anh em chơi Genicobite ở vị trí đi rừng, anh em là người cầm trịch trận đấu nha. Thì các bạn sẽ giúp team đánh dễ hơn và chiến thắng dễ hơn. Với một con tướng khỏe như Aeron, tất nhiên mình sẽ tỏa sáng rồi. Và cách gank của mình thì mình sẽ gank nhiều lên rồng hơn bởi vì lên rồng cần sự hỗ trợ. Chứ nếu mà để team bạn gank lên rồng thọt Natalia ép thì chắc chắn là bộ đôi Alistar nước suối không có chịu đủ đâu anh em ơi. Từ từ nha. Anh em combat thì vừa combat vừa ôm thôi. Chứ đừng có cao quá bị sấy sấp mặt bây giờ. Tới đây. Đánh độ tại đã anh em ơi. Sau đó mình đứt cái chân một xa. Đâu rồi, đây, bổ chiêu 2. Bay chiều cuối luôn. Trời ơi, quả này là quả thứ hai nha Hên ơi. Hai phát bị mắt ma của mình rơi vỡ đầu luôn. Hên quá đen. Và mình thì cũng rất là khỏe. Từ từ nha. Hiện tại thì khả năng nhây của Aeron đã bị giảm rất là nhiều rồi. Nên các bạn có thể chơi không nhây được nữa không? Nữa được không? Bởi vì thực ra là nhây bây giờ nó khó lắm. Người ta CC, người ta sát thương sốc đam nó cứ bị lỗi à. Thì ra là mình chơi nhây là mình cực kỳ nguy hiểm luôn. Anh em hãy nhớ cái combo kiểu giống mẫu Việt là combo đơn giản nhất là khi anh em có nội tại. Nội tại rồi anh em đánh thử nội tại nhá, nước cho một bổ cho hai cho cuối. Và khi áp sát được rồi đánh thử vài phát. Đây, hoặc anh em có thể bổ cho hai trước, sau đó anh em rơi xuống. Đó, anh em nước cho một, anh em bổ cho hai lần thứ hai. Đấy, đó cái kiểu combo mà chúng ta có thể bổ hai lần cho hai nha. Và tất nhiên combo thế nào thì mình đều hướng dẫn anh em chi tiết và cũng hướng dẫn các bạn cách chơi, cách di chuyển để các bạn chơi Ligobyte hiệu quả hơn. Và cũng mong anh em xem clip Mô Việt like đi anh em ơi. Chứ xem hoài không có like clip, đăng ký thì không, xem chùa mãi mãi chắc vui. Ây da, chắc là không vui lắm đâu. Nhớ đăng ký kênh của Mô Vai nha anh em ơi. Mùa đông rất là rét và hy vọng thì anh em nhớ là ra đường nhớ đi tất nè. Rất nhiều anh em lừa đi tất rồi mặc quần áo đủ ấm để cái cơ thể của mình nó không tốn năng lượng. Bởi vì khi mà nhiệt độ cơ thể mà chúng ta không được bảo vệ bằng lớp quần áo ấy thì nó sẽ bị hạ thấp. Mà hạ thấp thì chúng ta phải tốn năng lượng để sưởi ấm. Như vậy thì rất là nhanh đói và cũng rất là nhanh mệt. Nên là nhiều anh em kiểu là ăn dưa đủ lo hay là ăn ít thì chúng ta sẽ bị ốm. Đó, bị nhiễm lạnh cực kỳ nguy hiểm luôn đó anh em ơi. Ok, nhìn giữ ấm nha. Đấy, đó là lời khuyên combo Việt đến anh em. Mà mình bị nhiều rồi. Rồi, tới này. Boom. Rồi, bổ phát đấy. Mình tính bổ Gildu mà. Kìa. Ê, tự nhiên được mạng của thật ta anh em ơi. Mà có đó đấy mà đổi bổ phát trên đồ thì cứ phải gọi là siêu highlight trong thứ hai nha. Đợt tuần mới đi Mô Việt cũng cho anh em thật nhiều sức khỏe cùng với là công việc học tập mà thuận lợi. Cái này là Nam và đặt Alistar thì ui chạy vẫn được kìa.
Nhanh thế nhờ. Không được rồi anh em ơi. Thôi bỏ đi. Chứ chất tướng của mình làm sao đuổi được Nakdos. Nên là mình sẽ chơi kiểu là không đem đuổi. Bạn ấy vào mình bổ luôn. Granata chính là gì vậy hả? Chắc bị mình bổ cay lắm anh em ơi. Tốc biến thả chương 2 luôn. Tập hợp. Bây giờ đến lượt bạn Silica nha. Ngành nãy giờ do anh em lên rồng cũng rất là nhiều để gồng gánh team ở lên rồng. Nếu không lên rồng team mình chắc chắn sẽ bị lát. Silica. Silica bán trụ Silica ơi, còn để mình nó ad cheat cho nha. Ý, bổ đi đâu ạ? Quạt kiếm đâu bạn ơi? Thế là ao nhây con ad cheat nó rất là dễ, anh em chỉ cần lướt ra sau khi nó bật chiêu cuối thôi. Là anh em thấy ao nhây được, anh em có thể chạy bộ cũng được. Mà có chiêu lướt thì nó càng dễ hơn. Với con tướng dễ bị ao nhây nhưng tỷ lệ thắng lại rất là cao. Không hiểu tại sao như vậy giờ hả? Và tất nhiên là lý do anh em ơi, nó khỏe. Rồi ok. Lấy trụ luôn bạn ơi. Đấy, anh đến đâu lấy lợi thế đến đó anh em ơi, cực kỳ nhiều thế lợi thế luôn nha. Cẩn thận. Mình yếu mình về đi qua đường giữa này. Xong rồi bộ đôi ADSP sau khi được mình chăm sóc đồ game bây giờ cũng làm rất là tốt, anh em thấy chưa? Người đi rừng chính là người cầm trịch trận đấu và hướng đến team đánh dễ hơn. Chứ anh em đi rừng anh em phế thì thôi, team đánh kiểu gì? Anh em lo với thân mình không được, anh em vô rừng còn bị người ta cướp hết sạch rừng thì chắc chắn team sẽ khó chơi nha. Ok, và chính vì vậy đi rừng rất là quan trọng trong một trận đấu. Anh em phải học đi rừng thật là tốt này, farm thật là nhanh này, gank thật là khỏe này. Thì đồng đội mới khen anh em đi rừng, chứ đi rừng mà chơi không gánh team được, không cầm trịch trận đấu được thì sẽ bị chửi đấy anh em ơi. Tất nhiên những vị tướng lên game đi rừng anh em chơi càng phải kỹ hơn. Nhưng mấy tướng khỏe đầu game như Edon thì nó lại dễ mà. Bá là dễ luôn chứ anh em ơi, đấy, chỉ cần đánh thường thôi, bổ chiêu 2 rồi lướt chiêu 1, ôi. Quá khỏe. Đáng chơi cực kỳ đó nha. Tiếc là chỉ cả đán mất trang phục cương thi, chứ có cương thi nó hợp rất là hợp với cái phong cách zombie. Anh em rất là thích những ngay bộ phim rồi những câu chuyện đó. Mình cũng thích à. Xem mà cứ bị lãi. Rồi bây giờ ai cứu bạn đây, có chiêu cuối bật đi. Ok. Bị lính bắn chết thế mới cay. Rồi bây tầm này thì cân cả thế giới, anh em mới cân cả bản đồ luôn chứ đừng nói là thế giới. Đó, hai đứa hơi ít nha. Ôi. Ấy không chơi vậy. Trời ơi. Ủa. Ơ kìa. Không nhấc được cái tay lên vật chưa cuối được anh em ơi. Cay thế nhờ. Vừa mới gáy là cân cả bản đồ rồi. Thôi nha, lần sau không có gáy nữa. Bởi vì mỗi khi gáy thì nó hơi bị toang anh em ơi. Mỗi khi gáy đều như vậy, đều hơi bị toang. Thế là lần sau bớt gáy sớm. Mình ngày trước mọi người có gáy sớm là gáy sớm ăn cái con gì ý. Đấy. Gáy sớm là quê đó. Ok. Bây giờ tới anh em ơi. Bây giờ mình phải nghỉ ra trận đấu sớm đi. Chứ tí nữa là mình không tỏa sáng được đồng đội tỏa sáng đâu. Silica sẽ tỏa sáng cùng với Kali và nước suối. Alistair thì tầm này cũng khỏe rồi. Chiêu hồi nhanh. Và chất tướng Nata rồi Nagrod với Van Hên nó cũng cực kỳ yếu rồi. Đấy, nói chung là bây giờ thì mình sẽ dễ chơi à. Nhưng mà dễ chơi cái việc là chúng ta vẫn không có chết lẻ nha. Anh em chết lẻ là toang đó bởi vì đội hình team mạng bắt lẻ tốt hơn. Đi chung gì thì mình đi chung sẽ khỏe hơn. Đó. Rồi, yên tâm là mình cân bố cho anh em thấy này. Đấy, bật chiêu cuối được là ngon ngay. Rồi, lướt chiêu 1 bạn đi bổ cái chiêu 2. Đấy, ơi nhưng không chơi được bạn ơi. Hết chiêu. À đúng này luôn, bây giờ cân team rất là khó. Chúng ta có thể chạy tốt, chúng ta có thể ao nhây tướng địch 1-2 pha. Nhưng mà việc cân team là cực kỳ khó. Trước mình còn chơi lùa tướng địch để mình cân team thôi. Bây giờ khó lắm, bởi vì bây giờ thực sự là kỹ năng của anh em rất là tốt, không có như xưa rồi. Như xưa là hồi đó là kiểu là các bạn cũng mới tập chơi game. Khi đó thì mình kiểu mình chơi trước nên là mình có lợi thế hơn. Chứ bây giờ là ai cũng là cáo già hết rồi. Ai cũng là lão làng trong làng Lico 3 hết rồi. Ai cũng chơi hay hết rồi. Làm sao mà cân team được. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai thì mời chỉ hắn cũng cân bằng sức mạnh tướng rồi. Tướng cân team rất là khó nha. Ngày xưa cân team đầy tướng. Đặc biệt ngày xưa con Butter.
Cái master ngày xưa ấy, con thời điểm mùa 1 ý anh em ơi, nó có một chấm máu thôi. Nó nhảy nhảy ấn ấn linh tinh nhá, ấn ấn có cái chiêu gì xài chiêu đó nhá. Vèo 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 cái. Mega kill đầy máu luôn. Ảo tấm cả hết chảo. Hồi đó còn cái huyết giáp cơ, hồi có huyết giáp thì huyết giáp tiêu diệt tướng địch được hồi máu anh em ơi, hỗ trợ tiêu diệt được hồi máu. Cực kỳ khỏe, hồi máu rất là kinh khủng luôn. Ok, mà nói chung thì game cân bằng thì nó cũng cân bằng hơn. Và chúng ta sẽ chơi nhiều tướng hơn. Và thực sự mình cũng nghĩ anh em nên chơi nhiều tướng đi, chơi 1-2 tướng chơi chán sự bỏ sư cả. Thôi, bạn chạy hướng đấy là bạn không có đường về nha. Nhưng mà chạy hướng nào cũng chết à, cắt đi trận đầu. Đấy, đấy. Rồi, đề tái, thần trưởng, đó. Chạy làm chi cho nó mệt nhở. Ok, bây giờ team mình đang hơn tận 3 người nha. Thôi, bạn này chắc cũng đi lốt đây. Ok, và thôi có lẽ thì cũng đã trưa rồi. Chúc mọi người có bữa trưa ngon miệng. Và có lẽ thì mình cũng nên kết thúc trận đấu đây thôi. Đẩy đẩy lên anh em ơi. Khi bạn một người thôi thì mình hơn tận 3 người ở đây mà. Ở nước suối, đạn thần quang đang tới. Có trúng đầu hay không? Không trúng rồi, thôi mà lấy trụ đi anh em ơi. Đó, hai đường nha. Không đường trên nữa. Bổ luôn, khóa đi. Át chít, đồ đi nha. Bây giờ đến lượt Gidu này. Chơi luôn anh em ơi. Tập này khỏe lắm rồi. Team bạn thì tập này cũng yếu lắm rồi. Chất tướng team bạn rất khỏe đầu game nhưng mà không làm được cái gì. Mà cuối game team bạn cực kỳ yếu. Nên là trận đấu này được xác Văn Định rồi anh em ơi. Lấy luôn mạng Văn Hền, lấy luôn trụ. Còn mỗi Nata thôi. Ok, và chân thành cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu từ nãy giờ hồ mô Việt nha. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.